Liên quan đến vụ xe tải đâm vào hai chiếc ô tô và một chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ngày 4 tháng 1. Mới đây, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do thắng xe bị hỏng nên xe mất lái lao về phía trước gây tai nạn. Cục đăng kiểm Bộ Giao thông Vận tải cũng xác nhận chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn đã hết hạn kiểm định cách đây 3 tháng. Cụ thể, xe này được kiểm định gần nhất vào tháng 5 năm 2018, có hạn kiểm định đến tháng 4 tháng 10 năm 2018.